Ai ở đây đã gặp Cái tình huống ngoài em đấy không ạ Là khi mà bạn hẹn hò Trong 2-3 lần đầu thôi Bạn liên tục bị hỏi Về bạn trai cũ Hoặc là Họ liên tục lôi những Cái câu chuyện cũ Về ex của họ ra để kể Những cái người đàn ông Mà bị ám ảnh Bởi cái quá khứ này ấy, Hầu hết là những người đàn ông Khá là tự ti Và họ không biết Cách để sống lại Với cái hiện tại Nhưng mà đôi khi Cũng chỉ là Vô tình họ không biết nói chuyện và họ không biết lôi câu chuyện nào ra Để gây hứng thú nên họ hỏi về bạn trai cũ và lôi chuyện cũ ra kể bạn hoàn toàn có thể bình thản và trả lời Cách hai ba lần nhất đấy là em sống trong hiện tại và nhìn về phía tương lai quá khứ nó có những cái điểm tốt là không tốt của nó thì đều là những cái bài học mà giúp cho em trưởng thành rất là nhiều nên em nghĩ là em rất là như vậy và đây sẽ là lần đầu tiên qua lần cuối cùng em muốn nói về quá khứ không phải là em tức giận mà chỉ đơn giản là em không phải là người luôn luôn quay về cánh cửa cũ để tìm cái điều gì đấy cả hay hòa niệm cái điều gì đấy cả lúc đó anh ấy sẽ thực sự nhận ra được là ồ cái câu chuyện này cái chủ đề này nó không phải là một cái chủ đề bạn hứng thú không phải là bởi vì bạn còn oán giận người cũ cũng không phải là bởi vì bạn ghen tức với người cũ của anh ấy mà chỉ là bạn học được cái bài học đấy rồi và bạn là một người thích sống trong hiện tại một với tương lai nhiều hơn đó cũng là một cái cách lọc đàn ông và cái người mà chỉ thích hoài niệm ấy họ sẽ bừng tỉnh để rồi sống trong hiện tại nhiều hơn hoặc là thực sự họ không để dành cho bạn cái cách trả lời cái câu hỏi bài âm này mình có dạy ở trong online dating workshop khi mà bạn viết online dating profile chuẩn ý, thì bạn sẽ luôn tự lọc được những người đàn ông rất là chất lượng mà không bao giờ phải trả lời cái câu hỏi bài trong những cái buổi hẹn hò đầu tiên như vừa mất thời gian vừa mất hứng thú và năng lượng của chúng ta cũng phải không ạ online dating workshop bạn có thể inbox Và đăng ký tại link bên dưới